Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây là một con lúc man tích hợp giải mã DLC. Em này thì rất là tầm tiền nhưng mà được cái nó được có giải mã và công suất khỏe, chuyên trì những dòng loa JBL và những dòng loa Nhật như là 180A, 180 ba la mã, 933 vân vân. Những dòng Bát 30, 40 vân vân. Chạy khỏe và trang bị hai cầu loa AB, A cộng B. Có tính năng là làm DAC, các bác làm DAC, DAC qua cổng optical và có bát chép lo nét đầy đủ nha. Con này hàng mạng Nhật về nó mới gọi là trên 95% luôn nha. Bác nào sưu tầm chơi thì alo cho em, giá là 12 triệu 500 đã bao gồm phí ship nha, mới long lanh luôn nha, thiếu mỗi shop để các bác mình sưu tầm. Đợt này em về được một con này thôi nha. Bác nào có yêu thích con này để về chơi với những dòng loa CB hoặc là những dòng loa ở nhà gia đình ghi nhà mới lắm nha bác, mới là gọi là long lanh luôn, 12 triệu 5 nha bác. Đây khi không còn cả cái tem của bên siêu thị Nhật đó, trang dấu lúc mà LV17 có đánh dấu luôn nha. Đây các bác thấy độ mới nó chưa, điện 100V tới 300W là nhiều quá, con này khỏe 300W. Đây cổng giải mã DAC gồm có hai cổng coaxial và cổng optical, có nghĩa là dây quang đường tín hiệu vào. Đấy, đầy đủ hết nha các, không có thiếu gì luôn nha. Đây là trạm loa ABA cộng B nha, trên dưới. Rồi thì sau đây là em mở bên trong để có cùng xem cái độ mới của con này nha. 12 triệu 5 chuyển khoản đủ, em bớt 200 còn 12 triệu 300 ngàn. Vâng, và đây là nội thất bên trong của con LV117. Các bác nó sử dụng một tầng phô màu xanh quân đội và hai cái tủ rất là to và nó chạy là 2 4 6 8 10 12 14 16 sọt, 8 lớn 8 nhỏ nha các bác. 300W nên là sử dụng tới 16 sọt, 8 lớn 8 nhỏ. Tất cả nguyên zin nguyên keo. Máy chắc bãi về tuyệt đẹp luôn nha. Con này thì gọi là quá mới các bác. Bác nào mình là lấy thì alo cho em. Thử tiếng tin. 12 triệu 5 một con đi lúc man. Lúc man thì nổi tiếng về sự ngọt ngào và phối ghép với những dòng loa Mỹ, Nhật Âu, đặc biệt đánh loa Mỹ rất là hay. Vừa có thể là nghe nhạc mạng qua cổng optical, qua bộ dây mã DAC bên trong của con LV117 được tích hợp trong âm ly này. Các bác sẽ sở hữu được một hệ thống phân giải âm thanh và cân bằng va giải khi trước khi nhạc qua nhạc mạng xuống để ra loa. Nó sẽ trở nên tốt và chi tiết hơn. Nếu với các bác mà yêu thích nghe nhạc YouTube thì con này là một trong đối tác rất là tuyệt vời. Vừa nghe CD, lúc thì nghe liên khúc trên những trang mạng vân vân. Rồi thì sau đây em dừng video và hẹn các bác video tiếp theo. Bác nào có chốt thì alo cho em Chiến, có hai số điện thoại này: 0978 338 14 hay là 0965 770277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.